Hi, xin chào các bạn, chào mừng các bạn đến với kênh Evelyn Tarot Mình là Evelyn, một Tarot Reader Mình đem đến cho các bạn những chủ đề thú vị Thông qua những trò bài Tarot và Oracle Nhằm hướng các bạn có những suy nghĩ tích cực và lạc quan trong cuộc sống Đồng thời có niềm tin sâu sắc vào vũ trụ và có đấng bảo hộ thiên liêng Và hôm nay một cái chủ đề mới của chúng ta sẽ là Vận đỏ nào sẽ bùng phát lại mạnh mẽ trong cuộc sống của bạn trong tháng tới? Và đây là những ra bài chung mang nguồn năng lượng chung của nhiều người. Mình mong là các bạn sẽ đón nhận thông điệp một cách tích cực và cởi mở và chỉ nhận những thông tin nào có liên kết với bạn thôi ha Và hôm nay mình có 3 lá bài tượng trưng cho ba tụ bài. Đây là tụ 1, tụ 2 và tụ 3 ha. Rồi mình xin mời các bạn cùng chọn tụ Và bây giờ mình xin đến với các bạn tụ 1. Hai xin chào các bạn tụ 1. Bây giờ chúng ta sẽ cùng liên kết năng lượng với các bạn tụ 1 để xem coi vận đỏ nào có sự bùng phát lại mạnh mẽ trong cuộc sống của bạn trong tháng tới. Và đây là những trò bài chung mang nguồn năng lượng chung của nhiều người. Mình mong là các bạn sẽ đón nhận thông điệp một cách tích cực và cởi mở và chỉ nhận những thông tin nào có liên kết với bạn thôi ha. Rồi mình sẽ liên kết năng lượng với các bạn tụ 1. đây mình thấy các bạn tụ một là những người có khả năng chỉ huy ha, lên uh, kế hoạch cũng như là một người có khả năng uh, thu hút những cái mong muốn của mình trở thành sự thật một số bạn ở đây có thể các bạn đang dùng luật hấp dẫn để bạn có thể gọi là kết uh, nối với những điều mà bạn khát khao mong chờ và có thể hiện tại một số bạn đang bước đi trên một hành trình mới hoặc là bạn rất là mong muốn cuộc sống của mình sẽ có một sự đổi mới đầy sự tích cực và triển vọng hơn À, ngoài ra có thể có một số bạn sẽ tiến đến hôn nhân hoặc là mong muốn sẽ tìm được một cái đối tượng như ý một người bạn đồng hành một cái người tâm tâm giao tri kỷ để có thể cho bạn một cái um, cuộc sống gia đình hạnh phúc vân vân ngoài ra mình thấy có thể có một số ít bạn ở đây vừa mới rời khỏi một cái cuộc hôn nhân không trọn vẹn và các bạn đang bước đi trên hành trình của mình ừ. các bạn là những người um, hiện tại không có thích uh, đấu đá không có thích bon chen ha thích phát triển cuộc sống riêng các bạn và cũng không có thích uh, mọi sự phiền nhiễu nữa hoặc là một vài bạn đang muốn đi du lịch muốn đi đến một cái nơi nào đó để chữa lành <laughs> hoặc cho bản thân của mình một cảm giác uh, bình yên và thanh thản à, có thể một vài bạn đang trong quá trình chuyển nhà chuyển chỗ ở nữa ha à, và dường như mình thấy các bạn có một số bạn muốn đập đi xe lại cuộc đời luôn muốn chuyển nhà, muốn thay đổi công việc, muốn đến một nơi nào đó thậm chí không ai biết bạn, để bạn bắt đầu một cuộc sống mới, vân vân và dường như là mình thấy các bạn đang bắt đầu những cái dự định kế hoạch gì đó mới hoặc là học hỏi những cái điều gì đó để có thể tự mình làm chủ, tự mình quán xuyến và phát triển. Có thể một số bạn đang chuẩn bị chuyển đến một cái ngôi nhà mới mà bạn đang tìm kiếm mà bạn cũng hy vọng là sẽ tìm được một cái ngôi nhà như ý. Ừ, đúng với yêu cầu tiêu chuẩn của các bạn chẳng hạn hồi số bạn ở đây sắp tới khả năng là được mời đi đám cưới đó thấy là như vậy rồi để mình xem coi vận um, đỏ nào sẽ bùng phát lại mạnh mẽ trong cuộc sống của bạn trong tháng tới ha đây dường như trong tháng tới các bạn sẽ có rất là nhiều những cái điều thay đổi hoặc là bạn có khả năng là sẽ có một cái sự gọi là thay đổi nhiều cái dụng cụ món đồ hoặc thay đổi chính mình có một số bạn như mình nói đã chuyển nhà chuyển chỗ ở hoặc là có thể chuyển công việc chuyển tình yêu luôn À, tháng tới là cái tháng mà gọi là kiểu giống như là mùa xuân quay trở về sau những cái giai đoạn gọi là đêm đông băng giá của các bạn Mình thấy ra như vậy Dạo gần đây có thể các bạn bị mất ngủ triền miên, các bạn nên chăm chút cho giấc ngủ của mình nha Và bên cạnh đó, thời điểm này không phải là cái thời điểm mà được gọi là tranh cãi ghi hấn với người khác Đây là cái thời điểm các bạn nên có một sự nhẹ nhàng thay đổi chính mình sống bình dị hơn hoặc là biết kiểm soát cảm xúc của mình để tránh có những cái điều rủi ro gây ảnh hưởng đến bạn hoặc những người yêu thương các bạn. mình thấy là như vậy. các bạn cũng không có nên đi đêm nhiều quá ha, à, đi đêm có ngày gặp ma đó. mình thấy này à, một số bạn ở đây thì mình thấy là giai đoạn này các bạn cũng nên biết giữ gìn à, bảo vệ những cái đứa bé trong gia đình của các bạn đặc biệt những bạn ở gần những nơi sông nước hoặc là đi có đi du lịch biển thì cẩn thận với giai đoạn này cũng có rất là nhiều những vấn đề liên quan đến biển cả đó Ở đây mình thấy trong tháng tới có khả năng các bạn sẽ có được một cái sự phát triển một cái cơ hội để có thể thay đổi nghề nghiệp và có thể các bạn sẽ có khả năng kinh doanh rất là đắt hàng hoặc là bạn có thể sẽ phát triển một cái sở thích mới vân vân à, các bạn có những khởi đầu mới để có thể bắt đầu mọi thứ ừ. bạn hãy tin vào cái khả năng của các bạn và bạn hãy đưa ra những cái danh sách mong muốn cho vũ trụ về bất cứ điều gì mà bạn cần và bạn muốn nha và dành thời gian tạo danh sách này và sau đó các bạn tưởng tượng mà sẽ cảm thấy thế nào khi mà những cái khía cạnh đó nó được bộc lộ À, có thể nó sẽ giúp ích rất là nhiều trong các việc mang lại hy vọng và ước mơ cho tương lai các bạn đó các bạn sẽ có những nguồn năng lượng mới tích cực và sự dồi dào hơn đến với bạn trong sự nghiệp ừ. nếu như bạn đang cảm thấy rã rời cảm thấy bối rối cảm thấy tiêu cực cảm thấy mỏi mệt hoặc bất lực thì trong tháng tới mọi thứ nó sẽ chuyển đổi tốt hơn à, và bạn sẽ may mắn trở lại về vấn đề sự nghiệp của các bạn và cũng lẽ có lẽ là cũng cho nên bạn hãy có một cái sự thuyết phục cũng như là à, thuyết phục bản thân của mình kiên nhẫn và bền bỉ ừ. và chờ đợi đúng thời điểm thời cơ để có thể à, thành công ha à, các bạn cũng phải có sự quyết đoán hơn trong cái lĩnh vực nghề nghiệp của mình và bên cạnh đó các bạn nên có một cái sự sắp xếp trật tự ngăn nắp rõ ràng những gì bạn muốn hoặc là công việc của các bạn để bạn có thể um, tập trung uh, giải quyết cũng như là hoàn thành mọi thứ Và những cái điều mà xảy ra trong cuộc sống của các bạn nó đều có lý do hết Cho nên là một cái cánh cửa đóng lại thì sẽ có những cánh cửa tuyệt vời khác mở ra cho các bạn nha yeah. một số bạn có thể là tháng này làm ăn ế ẩm thì có thể tháng sau mình sẽ phát đạt hơn Hoặc là một số bạn có thể là các bạn cũng đang kinh doanh tốt Nhưng mà tháng sau có thể bạn sẽ mở chi nhánh, nó sẽ bùng nổ hơn nữa Ha, kiểu vậy và vì các bạn cần làm ngay lúc này đó là bạn hãy cố gắng sống tốt đẹp ở hiện tại và đừng có tập trung lo lắng quá nhiều cho tương lai hoặc là có sự gọi là đau buồn quá nhiều trong quá khứ đây là thời điểm các bạn cần phải lấy lại tinh thần sức sống của các bạn cố gắng tập trung vào những cái điều và những cái người mà mang lại cho bạn cái sự thỏa mãn hoặc là hạnh phúc nhất vào lúc này ha và cũng như các bạn hãy dành thời gian để bạn làm những cái điều gì đó bạn cảm thấy yêu thích để bạn có thể được tiếp thêm năng lượng hoặc là giai đoạn tháng tới các bạn sẽ có sự kết nối với nhiều người hơn ha, so với giai đoạn này ừ. những người cùng chí hướng những người gọi là có cái sự gọi là cùng tần số với các bạn họ sẽ xuất hiện dày đặc hơn so với cái giai đoạn lạc lõng trong thời điểm hiện tại chẳng hạn ha. hoặc là những người quý nhân họ sẽ đến với bạn nhiều hơn nữa những kết nối có giá trị ha. và tháng tới thì mình thấy có thể cũng um, sẽ có những cái vấn đề gì đó khá là rủi ro nhưng mà các bạn được tăng cường cái sự bảo vệ từ thần thánh ừ. và ngoài ra các bạn có được một cái sự bảo vệ về mặt tâm linh nữa. Ừ. Bạn sẽ cảm thấy mình được ơn trên chiếu cố và bảo vệ bạn ở mọi cấp độ và để um, có thể giúp cho bạn có một cái sự gọi là cân bằng thì trước tiên các bạn cần phải tin tưởng nhẹ nhàng với chính mình và tập trung vào những cái điều lạc quan và tươi vui nhất. Ha giữ cho mình có sự ổn định về mặt tâm lý và bạn hãy luôn tưởng tượng rằng mình được bao quanh bởi một cái bong bóng ánh sáng vàng rất là mạnh mẽ và cái màu vàng nó được sử dụng để có thể giữ cho năng lượng của bạn nó mạnh mẽ và nó có khả năng phục hồi cao hơn trước những cái nguồn năng lượng thấp hơn ha và hãy có một cái sự chú ý hơn với những cái môi trường xung quanh à, nếu như nếu như cái nơi nào mà cảm bạn có những cái cảm giác cảm thấy không có tốt cảm thấy uh, tiêu cực thì tốt nhất bạn không nên đến hoặc là có những cái người nào đó mang nguồn năng lượng khi cho bạn cảm thấy khó chịu thì các bạn không nên tiếp xúc không nên đến gần để tránh bị ảnh hưởng cho nên là mình thấy các bạn cần phải ở bên những cái người tích cực càng tốt cho nên là sẽ có những cái người quý nhân những người tích cực À, hoặc là bạn có khả năng kết nối với một cái cộng đồng lớn với những cái người bạn những cái người uh, có thể sẽ giúp cho bạn được bảo vệ mặt tinh thần của mình. Các bạn được ơn trên giúp cho bạn có thể loại bỏ được những cái tiêu cực và phục hồi năng lượng của các bạn đó. Ừ. có thể trong tháng tới cũng sẽ hoặc là hiện tại có thể các bạn có những cái vấn đề gì đó hơi bị mệt mỏi, lo sợ nhưng mà tháng tới là cái giai đoạn mọi thứ được giải quyết. Trực để cho các bạn. Một số bạn ở đây có thể các bạn đang cảm thấy bị mắc kẹt ha, mất phương hướng trong thời điểm này nhưng mà giai đoạn tháng tới là cái giai đoạn các bạn sẽ trở nên rõ ràng hơn về những gì mà mình muốn đạt được và các bạn không có còn để bản thân của mình trở nên mơ hồ nữa những cái khoảng thời gian như là bối rối trì trệ nó sẽ qua đi và nó sẽ nhường chỗ cho những cái khoảng thời gian nó tập trung và đạt được nhiều thành tựu hơn và bạn hãy trung thực với những gì bạn muốn À, và bạn đừng có lo lắng về những gì người khác nghĩ bạn chỉ tập trung vào những gì bạn đang làm khi mà bạn vẫn tích cực mạnh mẽ và có động lực nhiều hơn nữa những cái sự dồi dào và cơ hội nó sẽ đến với các bạn cho nên là hãy tin tưởng ha đồng thời vũ trụ sẽ nâng uh, chấp cánh ước mơ cho các bạn ở đây có một số bạn các bạn quá gọi là kiểm soát cái kết quả cho nên là cái điều đó nó khiến cho bạn uh, tạo nên một cái bức tường ngăn cản cái điểm mà bạn muốn đến cho nên vì có các bạn hãy giải phóng những cái nhu cầu kiểm soát đó đi. Các bạn cũng sẽ có được những cái điều kiện thuận lợi để bạn có thể phát triển được cái đứa trẻ bên trong của các bạn ha. có sự kết nối với nó nhiều hơn. Đồng thời các bạn có được những cái sự chủ lành trái tim của các bạn để bạn có thể đạt được cái sự tiến bộ thực sự. Mình thấy dường như trong tháng tới các bạn sẽ có một sự kết nối với nguồn nước khá là nhiều hoặc là bạn sẽ có một sự biết lo cho sức khỏe mình hơn, các bạn biết uống nước nhiều hơn hoặc là bạn trở nên nhẹ nhàng, tình cảm nhân ái hơn à, với mọi người, các bạn không có trở nên quá rồi là nóng tính hoặc là bốc đồng như lúc xưa, yeah. và ngoài ra thì các bạn có thể sẽ có một cái sự xua theo dòng, các bạn không có để bản thân của mình bị tắt nghẽn nữa và khi mà bạn kết nối với dòng nước thì bạn hãy tưởng tượng rằng những cái lo lắng, những cái băn khoăn của bạn á, bị nước nó cuốn trôi à hãy thư giãn và ném tất cả những cái nhu cầu kiểm soát của bạn ra bên ngoài cuộc sống à, và đừng để nó ảnh hưởng đến tinh thần của bạn hãy tận hưởng cái sự tự do trôi chảy và chấp nhận mọi thứ đến với các bạn một cách dễ dàng hơn có vẻ như mọi thứ nó sẽ thuận lợi hơn suôn sẻ hơn ha, trong cái giai đoạn tháng tới nếu như có những cái điều gì đó bế tắc như công việc kinh doanh um, hoặc là có những cái vấn đề như là nóng tính hay gì đó của các bạn nó sẽ được quá giải có nguồn nước à, nó chen vào khiến cho bạn trở nên mát mẻ và tràn um, đầy sức sống hơn nữa ở đây mình thấy trong giai đoạn tháng tới dường như là cái giai đoạn các bạn một số bạn thì có thể sẽ kết thúc được cái do vấn đề gọi là mất ngủ ha, những cái vấn đề gì đó trăn trở sẽ kết thúc hoàn toàn bởi vì có thể các bạn sẽ tìm ra được những cái giải pháp để bạn có thể chăm chút hơn cho giấc ngủ của mình. Và bên cạnh đó, mình thấy có thể một số bạn các bạn có sự hướng về tinh thần nhiều hơn, à, hoặc là bạn có thể đi học, một số bạn có thể đi học tham gia những khóa đào tạo, những khóa huấn luyện gì đó, tham gia những cái lớp học hoặc học hỏi những cái điều gì đó mới ở người khác. Sẽ có nhiều người cho bạn lời khuyên, cho bạn kinh nghiệm để bạn có thể tham gia vào những cái lĩnh vực mới, à, bạn mới tham, mới bước chân vào. Ngoài ra thì sẽ có những chuyến đi mới Thậm chí có một số bạn có thể là Làm trong công việc kinh doanh như là buôn bán, nè giao dịch giao thương Hoặc là hợp đồng liên quan đến nhà cửa rồi đó Dường như mình thấy khả năng là bạn sẽ có sự may mắn về vấn đề này ha Ngoài ra có thể là các bạn có khoảng 40% một số bạn sẽ Bước sang một giai đoạn mới trong cuộc sống của mình Các bạn tiến đến hôn nhân với người mình yêu Ừ và đây là cuộc hôn nhân các là hạnh phúc và được mọi người chúc phúc ở đây Rồi ra các bạn có thể là sẽ có sự tận hưởng những cái chuyến đi uh, từng trăng mật à. hạnh phúc bên nhau thậm chí có thể là một vài bạn có tin vui về con cái ừ. và bên cạnh đó thì mình thấy có thể là các bạn cũng sẽ có một sự tiết kiệm hơn ha. các bạn làm ra tiền nhưng các bạn không có phung phí các bạn biết đầu tư tiền bạc vào những cái uh, nơi phù hợp ừ. để bản thân của mình nó ngày càng tăng trưởng về mặt tài chính. Thậm chí có nhiều bạn trở nên tươi trẻ hơn. Có thể là mình thấy dường như có một số bạn kiểu như là chim phượng hoàng lửa bay lên từ đóng tro tàn. Có những điều gì đó mà bạn cảm thấy cản trở bất lực, nhưng mà trong tháng tới nó sẽ mở ra cho bạn những cái um, sự kiện mới mẻ hoặc là tươi vui hơn hoặc là mọi thứ nó được chủ lành, nó được cân bằng, nó được bình lặng. Ha. và dường như có thể có một vài bạn sẽ đi xa đi du lịch hoặc là đi đi đám cưới ai đó mời các bạn trong tháng tới đó. mình thấy các bạn sẽ có sự kết nối với hai người mang năng lượng nam và nữ và có khá là nhiều những đứa trẻ à, có thể các bạn sẽ có sự như mình nói các bạn sẽ trẻ trung hơn hoặc là làm những công việc gì đó liên quan đến trẻ em hoặc là có thể gia đình bạn hoặc chính bạn có tin vui về con cái ừ. Thấy các bạn có sự kết nối với hai người, một người mang năng lượng nữ thì đây là một người có tài chính, có tiền bạc, vững chắc, ổn định ha, và có một cuộc sống đủ đầy. Không phải lo nghĩ quá nhiều và một người mang năng lượng nam thì giỏi đầu tư, kinh doanh và cũng là một người ít nói làm nhiều và có sự gọi là quyết tâm, luôn thích kiếm tiền và có khả năng là một người yêu công việc, yêu vật chất. Ha. Cho nên là đây là toàn là những người liên quan đến vấn đề về kinh doanh thôi hoặc là bạn nào mà đang gọi là tìm kiếm khách hàng có thể là tháng này các bạn không có đạt chỉ tiêu nhưng mà mình thấy tháng tới là các bạn sẽ có những khách hàng khá là chất lượng ha khá là giàu à, bên cạnh đó thì có thể một số bạn có khả năng là các bạn được lên chức lên một cái vị trí mới ha hoặc là một cái trách nhiệm mới hoặc thậm chí một số bạn sẽ khai trương hoặc là tự kinh doanh luôn. Mình thấy là như vậy. Và những gì mà bạn lên kế hoạch ngay từ lúc này thì có thể trong tháng tới mọi thứ nó sẽ được khai triển và có thể nó sẽ diễn tiến một cách suôn sẻ đối với các bạn. Đây trong tháng tới khả năng một số bạn sẽ mua nhà, mua đất, đai mua vàng bạc có nhiều chuyến đi à, hoặc là có nhiều cái sự dự tiệc hội nghị đâu đó ừ. bên cạnh đó có thể là các bạn cũng chú ý cái vấn đề trang trí nhà cửa hoặc ừ. có nhiều niềm vui liên quan đến nhà cửa liên quan đến gia đình của các bạn Và mình thấy các bạn cảm thấy đầy sức sống, yêu đời Hoặc cảm thấy nhẹ nhàng, không có còn gánh nặng áp lực như lúc trước nữa à, Các bạn rời khỏi những gì không phù hợp và Các bạn bước vào nắm bắt những cái điều tốt đẹp và có sự nở hoa trong cuộc sống của các bạn đó Ở đây các bạn nên gọi là có những cái điều gì đó bạn muốn tìm kiếm mà muốn học hỏi thì bạn phải tìm kiếm thêm thông tin đầu ha phải làm rõ ràng xe bạn sẽ có được những thông tin rất là nhiều những kiến thức những kinh nghiệm những quyển sách hay những cái tin tức gì đó cần thiết để nó sẽ giúp cho cái công việc của bạn nó thuận lợi hơn và bạn sẽ vượt qua được những khó khăn những thử thách những chông gai những trở ngại trong cuộc sống của mình như mình nói sẽ có nhiều cơ hội hơn đối với các bạn hoặc là có nhiều cái khả năng của bạn nó sẽ được khai triển và con đường của bạn nó được mở rộng À, có một số bạn ở đây thì mình thấy là như mình nói nếu như bạn không có tìm kiếm thông tin rõ ràng thì các bạn có những kế hoạch nhưng mà có thể một trong những kế hoạch đó nó sẽ không thành công để đẩy bạn đến một cái um, cánh cửa mới và cái cánh cửa mới này mới thực sự dành cho các bạn cho nên đôi khi có những gì đó bị từ chối hoặc không thành công đó là cái sự bảo vệ uhm. Và ở đây nhiều nhất là cái vấn đề sự nghiệp của các bạn Nó có sự thăng hoa hơn so với uh, giai đoạn này Và như mình nói có thể một số bạn các bạn sẽ lên chức Hoặc là bạn sẽ đảm nhận những cái vị trí mới ừ. Hoặc là một vài bạn làm những lĩnh vực Mà liên quan đến nghệ thuật sáng tạo Hoặc là biểu diễn gì đó Thì bạn có thể sẽ có nhiều cái vai diễn Nha yeah. À uh. Thật là có khả năng là đi biểu diễn khá là nhiều ở đây, được nhiều người mời ha. Tuy nhiên hãy tập trung quan tâm về đến sức khỏe của mình. Mình thấy là như vậy. À, có một số bạn có thể sẽ sanh con ha, thì sẽ thành công. Vui nhà, vui cửa. Tiếp tục tin tưởng và cầu nguyện cũng như cố gắng thu hút những điều mình mong muốn thì chắc chắn các bạn sẽ có sự bùng nổ trở lại những điều mà bạn khát khao rồi mình xin kết thúc các bạn tụ 1 ở đây nếu các bạn yêu quý kênh hãy đăng ký và chuông thông báo để nhận những video mới nhất từ mình nha chào các bạn hai xin chào các bạn tụ 2 bây giờ chúng ta sẽ cùng liên kết năng lượng các bạn tụ 2 để xem coi vận đỏ nào sẽ bùng phát trở lại trong cuộc sống của bạn trong tháng tới và đây hiện ra bài chung mang nguồn năng lượng chung của nhiều người mình mong là các bạn sẽ đón nhận thông điệp một cách tích cực và cởi mở và chỉ nhận những thông tin nào có liên kết với bạn thôi ha rồi mình xin lên cái năng lượng các bạn tụ 2 các bạn tụ 2 là những người rất là siêng năng chăm chỉ kiếm tiền muốn có một cuộc sống độc lập về tài chính à, có thể một số bạn đã đạt được rồi hoặc là một vài bạn ở đây thì đang trên đường gọi là tiến tới ha ừ. ở đây mình thấy các bạn là những người cũng có trực giác rất là cao có sự thông thái hiểu biết và có thể các bạn nắm giữ chìa khóa cuộc sống của mình và mình thấy kiến thức chính là cái chìa khóa mở ra một cái cuộc sống mà bạn mong muốn đó Dạ gần đây các bạn hay thấy những cái hình tượng về sói, về con cú, về con gà, vân vân thì bạn khá là liên kết với trai bài này à, có thể các bạn luôn có sự cố gắng đấu tranh cho những gì mà bạn muốn mà các khao à, có thể cũng cuộc sống bạn cũng không có dễ dàng cũng có những cái khó khăn hoặc có những cái người không thích chống phó cho, cho chống đối các bạn hoặc là Ừ, ngoài ra thì mình thấy có thể là các bạn đang cảm thấy tổn thương về một cái vấn đề về tình cảm à, các bạn có thể là cảm thấy khá là cô đơn trong cuộc sống có thể một số bạn đang cô đơn về tình cảm cho nên các bạn dồn hết sức mình cho công việc cho sự nghiệp hoặc là có những cái điều gì đó trong cuộc sống của bạn nó bị khô hạn nó không có phát triển à, nó bị gọi là thiếu sự màu mỡ thậm chí có thể là có một vài bạn ở đây cái công việc của bạn nó cũng không có trọn vẹn hoặc là mọi thứ dường như nó bị nứt nẻ ha nó không có nguyên vẹn đó như vậy cho nên là có thể các bạn cũng khá là nhức nhói nhưng mà mình thấy các bạn không có dễ dàng bị những cái vấn đề này ảnh hưởng đến tâm lý tinh thần mình thấy các bạn vẫn luôn tỏa sáng các bạn vẫn gọi là cố gắng kiên nhẫn bền bỉ đến cùng vẫn chăm chỉ vẫn nỗ lực vẫn tích cực và lạc quan mình thấy là như vậy ở đây mình thấy có thể là một số bạn đang trong cái quá trình gọi là luyện tập để mình có một cái cơ thể dẻo dai à, sức khỏe tốt hơn hoặc là một số bạn nữa mình thấy các bạn sẽ mong muốn mình ngày càng đẹp hơn nữa à, trở thành cái phiên bản tốt nhất của mình và các bạn có à, một số bạn ở đây các bạn rất là mong muốn mình sẽ tự tin hơn khi mà giao tiếp trước mọi người á các bạn đang luyện cái điều này À, thì mình thấy các bạn sẽ làm được thôi Còn những bạn nào mà các bạn đã có được cái điều này rồi Thì mình thấy dường như trong tháng tới các bạn còn sung sức hơn nữa <laughs> Các bạn càng thu hút và tràn đầy cái ngọn lửa uh, Nhiệt tình hứng khởi hơn nữa, mình thấy là như vậy ừ, Trong tháng tới dường như các bạn nữ càng ngày càng đẹp hơn nha À, có thể sau những cái tổn thương trong những cái mối tình không trọn vẹn hoặc là như thế nào đó hoặc có những cái lời body xem miên khiến cho bạn cảm thấy khó chịu thì các bạn cố gắng rèn luyện, cố gắng nỗ lực thì trong tháng tới dường như các bạn có sự lột xác hoàn toàn. Các bạn giống như là trở thành một người đầy khí chất hoặc là các bạn cao cấp hơn so với giai đoạn này kiểu vậy. Các bạn không còn không có còn bỏ bê bản thân nữa, các bạn có sự chăm sóc uh, từ trong ra ngoài, tóc tai da, da dẻ hồng hào vân vân. À. Rồi để mình xem coi uh, bạn uh, giận đỏ nào của bạn sẽ bùng phát trở lại trong tháng tới ha. Đây có nhiều bạn cảm thấy buồn lắm, cảm thấy cô đơn, cảm thấy tự ti, uh, cảm thấy thiếu thốn. Cảm thấy như có ai đó đang uh, làm điều gì đó ấm mùi sau lưng các bạn. Có người nào đó đang đâm thọ các bạn chẳng hạn. Hoặc là các bạn cảm thấy có một sự hơi bị... Uh, um, so sánh mình với người khác, ừ. cảm thấy mình thua sút, thua thiệt. À, nói chung là các bạn có những cảm giác khá là bất ổn, hoặc một số bạn có sự nhớ nhung những ai đó, người yêu, vân à, vân. Bạn cảm thấy như một mình mình phải tự giải quyết mọi thứ, đang có nhiều điều rối ren trong cuộc sống của các bạn lắm. hiện tại các bạn cảm thấy như là mình bị buộc bị trói vào những cái điều gì đó như là công việc thì nó cứ khựng lại tiền bạc thì nó đều đều hoặc là kiểu như là nó không có như lúc trước nó không có tăng trưởng như lúc trước ừ. mặc dù bạn đã làm rất là nhiệt thành bạn đã cố gắng hết sức mình ha, nhưng mà vẫn cảm thấy mọi thứ nó vẫn gọi là bị ngưng trệ thời điểm này các bạn không nên gọi là dội dàng hoặc là đừng có kiểm soát kết quả có sự xua theo dòng à. ở đây mình thấy có thể là trong cuộc sống của bạn các bạn đang bị thử thách về đức tin vũ trụ đang thử thách các bạn về đức tin thậm chí có những cái người nào đó họ đang thực sự có điều những cái làm những cái điều ám muội sau lưng các bạn ừ. Rồi mình đã có một cái tra bài các bạn có thể theo dõi trên trang của mình ha Ừ, thời điểm này các bạn chỉ cần an toàn Gia đình của bạn hạnh phúc Mọi người mạnh khỏe là mừng rồi Còn công việc của mình nó đình trệ Hoặc là ngưng trệ như thế nào bạn cũng Hoặc là tình yêu của mình nó tối tâm như thế nào Các bạn cũng đừng lo Bởi vì tháng tới mọi thứ nó sẽ được quá giải Vũ trụ sẽ ra tay Chỉ là trong thời điểm này vũ trụ cũng muốn các bạn nghỉ ngơi Cũng như là Đừng có hối thúc mọi thứ quá Nha và đồng thời là hãy có sự gọi là tin tưởng, nâng cao đức tin của mình hơn. Hãy tập trung vào những điều mình muốn và khẳng định tích cực. Bởi vì khi bạn làm cái điều đó bạn sẽ tiếp thêm cái sức mạnh cho chính mình cũng như các bạn được ơn trên trao cho bạn thêm những cái sức mạnh để bạn có thể vượt qua được mọi việc. Còn các bạn dễ bị tiêu cực các bạn lo lắng buồn phiền bất an, tổn thương thì bạn sẽ bị đuối sức, kiệt sức và tinh thần của bạn nó đi xuống thì bạn khó có thể gọi là chuyển đổi mọi thứ, chuyển bại thành thắng ha. và mình thấy các bạn một số bạn các bạn cũng đã ngộ ra khá là nhiều những bài học trong những cái tình huống mà bạn gặp phải rồi thậm chí có thể một số bạn vừa mới bị lừa hoặc bị phản bội đâm lén sau lưng vân vân thời điểm này các bạn có tiểu nhân xuất hiện cho nên các bạn đang được ơn trên đặc biệt là các thiên thần có sự hỗ trợ các bạn chăm sóc các bạn trong thời điểm này để bảo vệ cho bạn và cả những người thương yêu của bạn có sự gọi là an toàn. Thời điểm này cái âm khí nó hơi nặng cho nên là các bạn nên gọi là um, kích hoạt lại cái dương khí bên trong mình. Các bạn không nên ở trong phòng quá lâu quá nhiều, nên ở ngoài cây có cây cỏ thiên nhiên nhiều hơn kết nối với mẹ thiên nhiên nhiều hơn, à, để nâng cao tần số cũng như vận động cơ thể nhiều hơn, à, cầu nguyện nhiều hơn trong tháng tới thì mình thấy là các thiên thần sẽ đến với các bạn nhiều hơn nữa bởi vì có thể giai đoạn này và trong giai đoạn tới thì vẫn còn những cái vấn đề liên quan đến những cái uh, sự tiêu cực ha cho nên là các bạn đang được các thiên thần hỗ trợ liên lạc và các ngài muốn nói với bạn rằng các ngài yêu thương các bạn à, các ngài luôn gửi cho bạn những cái tín hiệu những cái dấu hiệu những con số lập nha, để các bạn biết rằng các ngài đang ở bên các bạn nhiều hơn vào lúc này để bảo vệ à, có thể dạo gần đây bạn thấy rất là nhiều con số lặp luôn nó lặp đi lặp lại hoài luôn à, hoặc là thấy những chiếc lông vũ màu trắng hoặc là thấy một cái đồng xu có năm ý nghĩa trên đó hoặc là một con chim chú bướm con chuồn chuồn bay lượn gần các bạn nó đang cố gắng thu hút sự chú ý của các bạn thì các bạn hãy biết rằng là các bạn không hề đơn độc các thiên thần và vũ trụ sẽ cung cấp tất cả những gì bạn cần à, tất cả những gì mà bạn cần làm là hỏi và có niềm tin và nói chuyện với các thiên thần của bạn bằng cách hỏi và cầu nguyện bất cứ điều gì mà trái tim của bạn mong muốn à, và rất là dễ dàng khi bạn trò chuyện với các ngài bạn không cần phải quá phô trương hay chỉ cần uh, gọi là tâm sự mỏng ha uh, suy nghĩ về các ngài và tâm sự như một người bạn vậy đó ở mọi lúc mọi nơi và khi mà bạn có những cái điều gì đó muốn nói thì các thiên thần sẽ giúp cho bạn có thể truyền đạt những lời nói của mình phù hợp với tình yêu thương và lòng trắc ẩn hoặc là giai đoạn này trong thời gian tới thì mình thấy các bạn sẽ có khả năng được thiên thần Gabriel hỗ trợ để bạn có thể ăn nói trôi chảy thuận lợi ừ, hoặc là có những cái sự gọi là truyền đạt những cái sự tích cực hơn cho người khác thời điểm này cứ vui sống ở hiện tại à, dành thời gian cho những gì mình yêu thích và hãy biết ơn với những cái trải nghiệm trong cuộc sống của bạn và đừng có kiểm soát Kết quả trong tương lai cũng như đừng nhìn về quá khứ quá nhiều, hãy bắt đầu tôn vinh con người của bạn và trân trọng những người thương yêu các bạn, những bạn bè xung quanh các bạn. Tận dụng tối đa mọi cơ hội đến với các bạn. À. Bạn có thể lên kế hoạch cho cuộc sống của mình nhưng mà bạn cần đừng quá tập trung vào tương lai đến mức quên sống hiện tại. À. Khi mà bạn bị hụt năng lượng các bạn phải dành thời gian cho những việc bạn yêu thích như là chưng bông, chưng hoa, chăm sóc cây cối môi trường, làm đẹp cho chính mình để bạn có thể tiếp thêm năng lượng. Và kết nối với những người thân yêu của các bạn, cùng nhau làm những cái điều gì đó thú vị như nấu ăn chung hay gì đó hoặc là ăn uống những cái buổi ăn ngon lành vân vân, tạo thêm cái sức sống của cuộc sống của mình. À, trong tháng tới mình thấy có thể là sẽ có những cơ hội nhiều hơn đến với các bạn, những cơ hội mới, có thể là những công việc mới, những sở thích mới thậm chí có thể là những cái mối quan hệ đối tác mới hoặc là có khả năng là một mối quan hệ lãng mạn mới đang chờ đợi dù là gì đi nữa thì bạn hãy tận hưởng cái lối sống mới của bạn cởi mở với những cái thay đổi tích cực và những cái khởi đầu mới này ân uhm. trên đang bật đèn xanh cho bạn biết rằng những cái điều kiện xung quanh bạn nó phù hợp để bạn có thể nắm bắt những cơ hội mới đó và trong tháng tới thôi là bạn sẽ làm việc hiệu quả hơn cảm nhận được cái năng lượng sáng tạo xung quanh các bạn và tiến về phía trước với bất kỳ ý tưởng hoặc là kế hoạch của các bạn và đôi khi cũng phải cố gắng cởi mở với những cái gợi ý hoặc là những cái lời khuyên từ những người thân thiết của các bạn à, bởi vì có thể những ý tưởng mới này có thể mang lại cho bạn những kết quả tuyệt vời trong tương lai đó à, mình thấy dù cho cuộc sống của bạn nó đang như thế nào thì các bạn hãy giải phóng những khuôn mẫu cũ và những thói quen cũ để bạn có thể duy trì được cái sự tích cực, sự tự tin và có động lực khi mà bạn đón nhận mọi thay đổi và cơ hội mới xung quanh các bạn. À, trong thời tháng tới đây là cái thời điểm để bạn có thể tập trung vào việc thể hiện cái sự thịnh vượng trong cuộc sống của mình hoặc ngay lúc này luôn ha, hãy biết ơn hãy trân trọng hãy cảm thấy mình đủ đầy tập trung vào những gì mà bạn đang có những cái sự dồi dào đủ đầy chứ đừng có để bản thân của mình rơi vào bế tắc khi cứ nghĩ về những cái điều thiếu thốn hoặc là mất mát Ngoài ra ở đây mình thấy có thể các bạn sẽ gia tăng được cái khả năng gia thần gia cách cảm với những cái loài động vật trong cuộc sống của các bạn có thể động vật nó sẽ đến với các bạn nhiều hơn, ha? hoặc là bạn sẽ nhận thấy rất là nhiều những thông điệp liên quan đến uh, những con thú mà bạn có sự kết nối với nó thông qua những tranh ảnh, thông qua cuộc sống hiện tại và bạn có thể rút ra những cái uh, ý nghĩa và có thể nâng cao sức mạnh của mình thông qua những cái uh, tính cách độc đáo của những cái loài vật mà bạn có sự gọi là kết nối. Ha? Ví dụ như các bạn có sự kết nối với con ngựa ha, bởi vì có thể các bạn sẽ gia tăng được cái sự tự do và chuyển động nhiều hơn vân vân và giai đoạn trong tháng tới thì là bạn sẽ nâng cao được cái ý, ý chí cái sức mạnh cá nhân của các bạn dạo gần đây các bạn cảm thấy hơi bị uh, thiểu não nè uh, uh, cái sức khỏe hoặc là cái tinh thần mình đi xuống bởi vì mọi thứ nó có vẻ ngưng trệ đó nhưng mà trong tháng tới dường như các bạn sẽ bùng phát trở lại cái tinh thần mạnh mẽ kiên cường À. cái khí chất của bạn nó được nâng cao nhiều hơn ngoài ra thì mình thấy khả năng tâm linh của bạn á, nó cũng được tăng cường nữa ừ. các bạn có được một cái trí tuệ tinh thần minh mẫn hơn để bạn có thể kết nối với sự hướng dẫn cao hơn từ ơn trên và cái thiên thần à. và hãy có một cái sự cân bằng giữa cái mối liên hệ phức tạp giữa thế giới vật chất và thế giới tâm linh của bạn hãy luôn bình tĩnh và giữ vững tinh thần để bạn có thể nghe cảm nhận những cái thông điệp một cách rõ ràng. Bạn có thể nhờ ơn trên giúp cho bạn có thể nâng cao rung động để bạn có thể giải phóng những cái kiểu suy nghĩ tiêu cực hoặc là tắc nghẽn tinh thần của các bạn. Một khi mà các bạn đã loại bỏ được những cái tiêu cực hoặc là nghi ngờ bản thân thì bạn sẽ có thể để năng lượng tích cực nó tỏa sáng trong cuộc sống của các bạn. Các bạn có thể sẽ cảm thấy mọi thứ có sự hữu ích các bạn khi mà bạn nhìn nhận mọi thứ một cách rõ ràng, sâu sắc hơn ha đấy các bạn sẽ có một sự mạnh mẽ tiến về phía trước cả về mặt tinh thần cả về mặt thể chất và đừng quên rằng bạn luôn được các thiên thần giúp đỡ cho bạn bất cứ lúc nào cho nên hãy kêu cầu các ngài hỗ trợ các bạn ừ, thúc đẩy các bạn nha. nâng các bạn lên và các thiên thần sẽ ở bên bạn trong suốt cái quá trình này và khi mà bạn um, hoàn thành xong cái quá trình gọi là um, mệt mỏi này hoặc là cái quá trình kiểu như là đang bị kiểm tra về niềm tin hoặc là những cái sự ngưng động gì đó thì bạn sẽ có được cái cảm giác tràn ngập cái sự gọi là hy vọng mới và cái sự gọi là nâng cao sức mạnh của mình trong tháng tới giai đoạn này các bạn cứ bình bình cứ vui vẻ với cuộc sống tìm hiểu học hỏi những cái điều mới đừng quan tâm quá nhiều vấn đề gọi là sự hơn thua hoặc là một cái sự gọi là lên xuống trong thế giới vật chất của các bạn đây là thời điểm các bạn phải nâng cao cái sự tinh cái nâng cao cái sức mạnh tinh thần giai đoạn trong tháng tới các bạn sẽ có sự đứng vững tự tin hơn tích cực hơn tỏa sáng rực rỡ hơn và có những cái nguồn năng lượng thành công lớn nó sẽ bao bọc cuộc sống của các bạn một số bạn ở đây thì có thể có những thành tựu cá nhân đáng chú ý và bạn bị người khác bạn thu hút người khác rất là mạnh mẽ à, ngoài ra thì bạn như thế nào bạn sẽ thu hút được những cái điều bạn mong muốn đến với bạn như vậy à, bạn thu hút được những người tích cực tự tin vào cuộc sống của mình ngoài ra bạn có thể là có ý thức hơn về giá trị bản thân làm điều gì đó tích cực mà bạn thích làm à, khi mà bạn làm điều gì đó mà khiến cho bạn hạnh phúc tinh thần của bạn sẽ tỏa sáng rực rỡ và khiến cho bạn càng có sức hút hơn nếu như bạn cảm thấy mình đang ở trong cái trạng thái uể oải, mệt mỏi chán trường thì đã đến lúc các bạn phải cố gắng đánh thức lại cái khả năng sáng tạo bên trong mình, dám mơ ước, suy nghĩ sáng tạo và bắt đầu trải nghiệm lại cuộc sống của mình. Nha. Yeah. Đây là thời điểm nên mở rộng tầm nhìn của các bạn. Và yeah, ngoài ra thì hãy có những cái suy nghĩ rõ ràng về những gì mình muốn đạt được trong cuộc sống và tập trung vào những điều đó. Nha, yeah, và hãy suy nghĩ về những gì bạn cần làm để biến cái điều đó trở thành hiện thực và tin tưởng rằng mọi thứ nó sẽ đến thì chắc chắn là trong tháng tới cái tinh thần của bạn nó sẽ chuyển đổi tốt hơn còn ở đây mình thấy có nhiều bạn uh, đang ở trong cái trạng thái hơi mông lung hơi mơ hồ về cuộc sống hoặc là đang có những cái trạng thái phòng thủ lo sợ bất an ha ở đây trong tháng tới thì có thể là các bạn sẽ uh, uh, có được cái nguồn tài chính thay đổi tốt hơn uh. À, có thể giai đoạn này mọi thứ nó cứ chậm chậm um, thiếu thốn bạn cảm thấy thiếu thốn không có đủ đầy nhưng mà có thể trong giai đoạn tháng tới mọi thứ nó cũng sẽ có một cái sự um, tích cực à, có thể có những cái nguồn tiền nó cao hơn so với giai đoạn này hoặc là ở đây mình thấy mọi thứ nó sẽ vận hành theo cái suy nghĩ của các bạn nha cho nên bạn nghĩ gì bạn mong muốn điều gì thì bạn hãy hướng tới những cái điều đó còn các bạn luôn ở trong trạng thái thiếu thốn tiêu cực thì bạn có khả năng khiến cho cái bánh xe số phận của bạn nó không có thể quay được nó bị tắc nghẽn xe may mắn á. Ở đây mình thấy uh, các bạn sẽ có thể gặp được uh, những cái người quý nhân đến để hỗ trợ để bạn nâng cao được cái ngọn lửa nhiệt tình bên trong các bạn. Uh, mình thấy có thể là một cái người mang năng lượng nam, đây là một người có tài chính, có tiền có bạc, có sự thông minh, có sự dưỡng chắc uh, và có khả năng gọi là kinh doanh tốt. Ừ. bạn một người mang năng lượng nữ đây là một người xinh đẹp quyến rũ tài năng giỏi giang có tài ăn nói có khả năng gọi là nâng đỡ tinh thần truyền cảm hứng cho người khác ừ. mà ra thì mình thấy có thể một số bạn sẽ được lên chức ha lên một vị trí cao hơn hoặc là bạn có thể hiện được cái vị trí quyền lực của mình nhiều hơn ừ. các bạn không có để bản thân của mình trở nên cái trạng thái như thế này nữa trạng thái của sự gọi là uh, hơi bị uể uh, oải hơi bị khó chịu hơi bị thất vọng về bản thân vân vân giai đoạn tháng tới giai đoạn các bạn có sự hùng dũng trở lại hùng mạnh trở lại ha và có thể những gì bạn muốn nó sẽ đến với bạn ừ. nó sẽ thuận lợi suôn sẻ hơn là bây giờ tuy nhiên thì mình thấy thời điểm bây giờ cũng như thời điểm trong tháng tới thì vẫn còn những cái nguồn năng lượng âm khí rất là nặng trong cuộc sống các bạn ừ. những người tiêu cực hoặc là À, có những sự tấn công tâm linh giai đoạn này các bạn không nên đi ra ngoài vào đêm tối quá nhiều cho nên là các thiên thần luôn có một sự hỗ trợ các bạn đến với cuộc sống của bạn ngày càng nhiều hơn để bảo vệ cho bạn và những người thương yêu các bạn cho ừ. à, nên thời điểm này các bạn làm gì cũng phải có sự trật tự ngăn nắp đúng đắn ha, tuân thủ theo luật luật pháp đừng có làm những cái điều gì đó gian trá thì rất là dễ rồi là bị um, uh, có những cái kết quả không tốt ha, gieo nhân nào gặp quả đó thôi hoặc là những cái người uh, uh, giai đoạn này thì mình thấy có thể là có những cái người nói xấu chỉ trích phê bình gì đó nhưng mà mình thấy vũ trụ thấy hết. nha yeah, và có thể uh, trong giai đoạn tháng tới có khả năng các bạn sẽ cảm nhận cái nguồn năng lượng mới tích cực trở lại và những cái nguồn năng lượng xấu có thể bị đẩy lùi bớt. Và thậm chí một số bạn sẽ thấy được một cái lục nhân quả gì đó được ứng nghiệm. nha yeah. tháng tới mình thấy các bạn có một sự dư giả đủ đầy hơn là trong giai đoạn này giai đoạn này là cảm thấy hơi bị cô đơn buồn bã ừ. cảm thấy thiếu thốn nhiều lắm mình nhớ rằng giai đoạn tháng tới thì có vẻ như mọi thứ nó có sự tràn đầy màu vàng ừ. các bạn nên uống nước nhiều nha hay các bạn nóng trong người được các bạn cần phải bổ sung nước cho cơ thể cũng như là nhắc nhở người thân các bạn bảo giữ gìn sức khỏe rồi đó, đó trực giác của bạn rất là mạnh cho nên hãy tin vào trực giác của bạn trong giai đoạn này. Ở đây mình thấy ngày càng có nhiều những cái người uh, lý thông xuất hiện trong cuộc sống của bạn nhiều hơn nhưng mà mình thấy các bạn được uh, ơn trên ban cho bạn cái trực giác bẩm sinh mạnh mẽ. Cho nên bạn biết phòng ngừa hoặc là sẽ có những người quý nhân nhắc nhở các bạn để bạn không có bị lừa bị lợi dụng nha. Yeah. Thời điểm này là cái thời điểm mà các bạn không có nên bị thao túng hoặc là uh, không có nên gọi đầu tư sai chỗ. Không có nên gọi là tin tưởng người khác quá mức hoặc là cẩn thận với những chiêu thức lừa đảo trên trang mạng, cuộc gọi điện thoại rồi đó vân vân. À, ở đây mình thấy có thể là bạn có những vấn đề liên quan đến pháp luật. Nhưng mà có thể sẽ có quý nhân hỗ trợ để cho mọi thứ nó có sự xuân sẻ và thuận lợi. À, ở đây là bạn hãy có một cái sự gọi là gia tăng cái sự nỗ lực của bạn nếu như bạn muốn có được cái thành tựu, những cái thành tựu. Các bạn sẽ bước vào cái giai đoạn quyền lực, sức mạnh nè. Ừ. À, và có thể như mình nó được lên chức hoặc là có thể bạn giữ một cái vị trí khá là quan trọng trong lòng người khác các bạn sẽ chiến thắng được những khó khăn, những thử thách. À. Các bạn có sự bay cao và tỏa sáng nhất. Ừ. Như mình nói, các bạn sẽ có được nhiều cái sự giúp đỡ, hỗ trợ, hướng dẫn do các bạn để bạn không có đi uh, sai đường hoặc có những hành động không đúng. Các bạn có sự phát triển về mặt tâm linh, tinh thần nhiều hơn, giác ngộ nhiều hơn, uh, tỉnh thức nhiều hơn và thấu hiểu nhiều hơn. Ngoài ra, có thể các bạn sẽ có được những cuộc gặp gỡ với những người lạ và cái những cuộc gặp gỡ này khá là quan trọng nên nó giúp cho công việc của bạn tốt hơn hoặc có những cái người cho bạn những cái lời khuyên hợp lý vân vân. Về nhìn chung thì nói chung là mình thấy trong tháng tới là bạn sẽ bùng phát trở lại vấn đề tài chính cũng như là những cái sự phát triển cá nhân cũng như sự nghiệp và sự giúp đỡ từ các thiên thần cũng như là cái sự thắng lợi ha, trong cái sự nghiệp của các bạn không thấy nhiều vấn đề tình cảm nhưng mà có thể cũng có những đối tượng xuất hiện. À nhưng mình nói giai đoạn này có rất là nhiều những cái người không tốt xuất hiện cho bạn cần phải hết sức tỉnh táo. Nên tập trung vào sự nghiệp cũng như tập trung vào niềm vui cá nhân sẽ hay hơn hoặc là tập trung vào gia đình của mình thì nó sẽ hay hơn ha. Và xin ơn trên bảo vệ cho các bạn, đặc biệt thiên thần Michael bảo vệ cái vấn đề về những cái sự tấn công tâm linh. Ừm và khi mà bạn nâng cao nguồn năng lượng tích cực các bạn ha các bạn chăm chút cho bản thân tập thể dục nâng cao đời sống cá nhân của mình làm những gì mình yêu thích luôn tin tưởng ơn trên bảo vệ và luôn được che chở thì không những cái thế lực nào có thể ảnh hưởng đến cái nguồn năng lượng tích cực này ừ. và luôn hãy tưởng tượng như mình nói mình ở trong cái vòng tròn ánh sáng này và không gì có thể tác động được các bạn nha một số bạn rất là thông thái các bạn cũng hiểu được cái lý do tại sao các bạn lại phải uh, trải qua những cái giai đoạn này để bạn có thể thêm nhiều trải nghiệm mới nhiều tình huống mới xuất hiện bởi vì có thể một số bạn làm trong lĩnh vực uh, làm trong lĩnh vực tâm linh tinh thần những bạn mà hướng dẫn những bạn truyền cảm hứng cho người khác là bạn gặp phải rồi bạn mới có thể quá giải rồi bạn mới có thể hướng dẫn người khác trở nên tích cực trở lại kiểu vậy rồi uh, mình xin uh, kết thúc các bạn tụ hai ở đây nếu các bạn yêu quý kênh hãy đăng ký và chuông thông báo để nhận những video mới nhất từ mình nha chào các bạn hai xin chào các bạn tụ ba bây giờ chúng ta sẽ cùng liên kết năng lượng các bạn tụ ba sẽ để xem coi giận đỏ nào của bạn sẽ bùng phát trở lại mạnh mẽ uh, trong tháng tới và đây hiện ra bài chung mang nguồn năng lượng chung của nhiều người mình mong là các bạn sẽ đón nhận thông điệp một cách tích cực và cởi mở và chỉ nhận những thông tin nào có liên kết với bạn thôi ha rồi mình sẽ liên kết năng lượng các bạn tụ ba bạn tụ ba là những người luôn biết lên cái kế hoạch cho cuộc sống của mình và có thể các bạn đang muốn làm những cái điều gì đó mới mẻ thay đổi cuộc sống tốt hơn à, một số bạn rất là thích trồng cây đây mình thấy có thể là bạn đang trong quá trình của sự gọi là chuyển đổi đổi mới uhm, sắp thoát vào cái kén của các bạn rồi và gần đây có vẻ có vẻ các bạn cảm thấy mỏi mệt Yeah, sức khỏe hơi bị căng thẳng hoặc là bạn bị vấn đề về xương khớp Hoặc là gia đình các bạn có những cái vấn đề về sức khỏe như vậy Cho nên các bạn cũng cảm thấy uh, uh, lo lắng chẳng hạn Một số bạn thì có thể là các bạn um, rất là được ba mẹ quan tâm ha Đặc biệt là mẹ các bạn đó Ngoài ra thì mình thấy có thể là bạn cũng là một người Nên kết nối với thiên nhiên để là để nâng cao cái sức sống cũng như là sạc pin lại nha và dạ, gần đây một số bạn uh, sức khỏe hoặc là cái sức sống của bạn nó có sự bị uh, sụt giảm và đừng ở trong phòng quá lâu uh. và ngoài ra thì mình thấy có thể là các bạn cũng là một người đang có sự chăm chút hơn cho công việc và nâng cao kỹ năng của mình để phát triển mọi thứ số bạn ở đây thì mình thấy có thể là bạn cũng là một người rất là thích về nghệ thuật sự sáng tạo uh. Có thể một vài bạn đang có tin vui về con cái Hoặc một số bạn sắp sanh nở rồi ha Mình thấy là như vậy khoảng 3% có một số bạn là Sắp sanh nở Cho nên cũng lo lắng bất an Hoặc là bạn nào mong muốn có con cái Có thể trong vòng một tháng tới là có nha Một bé trai ha Thời điểm này thì Có thể có một số bạn sẽ bắt đầu công việc mới Những dự định mới Những kế hoạch mới, con đường mới gì đó các bạn đang hướng tới một cái sự thay đổi bản thân của mình Trở thành một phiên bản tốt hơn, cao cấp hơn Chứ không có muốn ở trong những cái trạng thái cũ Nha yeah. Rồi để xem cái vận đỏ nào sẽ bùng phát trở lại mạnh mẽ trong cuộc sống của bạn trong tháng tới các bạn khá là may mắn trong tháng tới nè wow <laughs> các bạn tụ ba số hưởng rồi trong tháng tới mặc dù có thể hiện tại các bạn đang cảm thấy đau thương mất mát hoặc là cảm thấy đuối sức kiệt sức căng thẳng gì đó nhưng mà tháng tới dường như cuộc sống của bạn nó lên hương trở lại thăng hoa trở lại à, mọi thứ nó sẽ đến với bạn một cách nhanh hơn ừ. đây các bạn đừng có vội vàng, à, đừng có một cái sự kiểu quá hấp tấp dội vàng bốc đồng, từ từ kiên nhẫn bình tĩnh. Nếu như bạn đang thực hiện một cái điều gì đó mới thì cứ chăm chỉ nỗ lực chứ các bạn đừng có gọi là chưa học bò đã lo học chạy ha các bạn đốt đốt ngắn rút ngắn giai đoạn đốt cháy giai đoạn thì có thể sẽ chập chững và không có thành công được các bạn muốn có được một cuộc sống tốt hơn phải có một cái sự xây dựng một cái nền tảng vững chắc giống như trồng một cái cây vậy đó ở đây mình thấy có thể một số bạn các bạn nên chú ý nhiều hơn đến vấn đề sức khỏe các bạn hoặc là cơ thể vật lý của các bạn nên tập thể dục đi ha, quan tâm đến sức khỏe nhiều hơn bởi vì mình thấy dường như cái trực giác của bạn cũng đang mách bảo các bạn hãy chú ý quan tâm đến bản thân đến thực phẩm đồ ăn thức uống À, chú ý đến những gì đó tốt cho cơ thể hơn thì hãy làm những cái điều mà gọi là um, nâng cấp cuộc sống của bạn có một cái lối sống lành mạnh ừ. đây là thời điểm các bạn có một cái sự giao hòa với cơ thể vật lý của mình tìm sự cân bằng lành mạnh cho bản thân của bạn trong cách tập thể dục ăn uống và giao tiếp à. và nó giúp cho bạn có thể phát huy được cái sức mạnh cá nhân sự sáng tạo năng lượng thể chất cũng như nâng cao tần số để bạn có thể thu hút um, những cái may mắn đối với bạn trong tháng tới mình thấy may mắn nhiều nhất là vấn đề tài chính nha rất là nhiều tiền đối với các bạn trong tháng tới nha 10 tiền những cơ hội gia tăng tài chính những cơ hội gọi là có sự dồi dào và đủ đầy đến với các bạn thậm chí có những cơ hội mới gì đó ha giúp cho cuộc sống của bạn thăng hoa hơn và cũng đã đến lúc các bạn phải giải phóng những căng thẳng khỏi cơ thể vật chất và tinh thần rồi đó nha cũng như cái môi trường gia đình của bạn hãy cố gắng dọn sạch những cái thứ lộn xộn khỏi nhà và tâm trí của bạn phải buông bỏ những cái thứ mà không còn cần thiết nữa ừ. bởi vì bạn cần phải tiến về phía trước trong cuộc sống bằng cách giải phóng bất cứ điều gì đang cản trở các bạn và cái quá trình dọn dẹp này nó giúp cho bạn có thể gọi là dọn đi những cái cũ và đón những cái mới vào ừ. các bạn muốn có thật là nhiều cái sự dồi dào các bạn cần phải có chỗ trống để chứa nó ha? cho nên những cái gì không phù hợp hãy buông bỏ và mỗi vật trong cuộc sống của bạn nó đều có cái độ rung và cái, cái mức năng lượng cho nên là khi mà bạn loại bỏ những cái đồ vật chứa đựng những cái ký ức hoặc là suy nghĩ tiêu cực trong bạn thì bạn sẽ mở đường cho những nguồn năng lượng mới nó bước vào ha và hãy luôn can đảm nhìn nhận cuộc sống của mình theo những góc nhìn mới cố gắng khoan dung và có sự gọi là nhẹ nhàng hơn với chính mình cũng như người khác ha có thể trong giai đoạn tháng tới các bạn sẽ có được một cái nhìn sâu sắc hơn hoặc là nhẹ nhàng hơn với mọi người có sự hòa hợp, có sự cân bằng, có sự đoàn kết hơn à. Và nâng cao được cái khả năng, cái kiến thức cũng như những kỹ năng của bạn trong công việc chẳng hạn Trong tháng tới mình thấy dường như cái vấn đề sức khỏe của bạn cũng dần dần tốt hơn á và bạn có thể là nâng cao được cái khả năng chữa lành của mình Hoặc là bạn có thể khám phá được cái khả năng thiên bẩm của mình liên quan đến vấn đề về chữa lành Bạn có thể chữa lành bằng lời nói, bằng hành động hoặc là năng lượng của bạn Hoặc là bạn có thể tạo ra cái sự khác biệt trong cuộc sống của người khác Yeah. và nếu như bạn đang có những cái vấn đề như học hỏi trong thời điểm này thì có thể trong tháng tới bạn sẽ phát triển ừ. và một số bạn ở đây thì mình thấy um, hãy cố gắng đừng cho bản thân của mình trở nên quá kiệt sức ừ. và nếu như bạn đang quan tâm đến sức khỏe thì trong tháng tới sức khỏe của bạn nó tốt hơn chữa lành được những cái vấn đề gì đó mà uh, khiến cho bạn mỏi mệt ở hiện tại tại ha và bạn nào có sinh đợ, sinh nở thì mình thấy sẽ thành công thôi, bạn cũng mau chóng phục hồi, ừ. năng lượng sức khỏe. Bà mẹ tròn con vuông, vân vân. Các bạn cũng nên dành thời gian để nghỉ ngơi, tái tạo năng lượng. Ừ. Những cái vết thương về trái tim về uh, tinh thần lẫn thể chất của bạn được chữa lành mạnh mẽ trong tháng tới. Thấy có tiền là là thấy có sự chữa lành rồi ha. Yeah. <laughs> ở đây mình thấy cái quá trình chăm sóc bản thân là nó có sự gọi là gắn kết với cái quá trình gọi là thu hút cái năng lượng đủ đầy dồi dào đó cho nên mình thấy có quá nhiều những thông điệp khuyến khích nhắc nhở các bạn phải chăm sóc rèn luyện giải độc cho cơ thể của mình uhm. chăm sóc tinh thần của mình và ngoài ra cẩn thận cái vấn đề về hít thở ha. ăn uống điều độ chọn lọc uh, dinh chọn lọc những thực phẩm dinh dưỡng không có sử dụng quá chất hoặc là ăn uống quá chất quá nhiều trong thời điểm này và đừng để bản thân của mình bị cạn kiệt năng lượng bởi người khác cố gắng bảo vệ bản thân khỏi những người mang nguồn năng lượng quá tiêu cực độc hại hãy luôn có sự nỗ lực để có những cái suy nghĩ tích cực thì trong tháng tới mình thấy dường như là một số bạn nếu như giai đoạn này bạn đang có những vấn đề như vậy thì có thể tháng tới các bạn sẽ làm sạch hoàn toàn sẽ có kế hoạch để có thể dọn dẹp và giúp cho bản thân cuộc sống của mình nó tốt hơn, nó lành mạnh hơn, giống như tháng tới bạn trở thành một con người mới vậy đó, một cái lối sống mới nhưng mà theo hơi hướng tích cực. Ừ. Nạp đầy năng lượng và sức sống. Ngoài ra mình thấy các bạn còn tìm kiếm được cái sự an bình nữa chứ. <laughs> các bạn có khả năng là sẽ cân bằng dành thời gian để thiền định tĩnh tâm, nâng cao ý thức và tạo ra sự bình yên trong cuộc sống mình nhiều hơn. Wow, nói chung là tháng tới dường như là một cái giai đoạn mà các bạn um, có một lối sống vô cùng rất là tốt. À các bạn có sự tâm trí tĩnh lặng nè hoặc là các bạn có thể thiền định hoặc là các bạn có khả năng là hít thở đều đặn hoặc bạn có thể kết nối với vũ trụ bình uh, vũ trụ nhiều hơn thông qua những cái sự gọi là ra ngoài thiên nhiên cầu nguyện uh, thu hút được những cái năng năng lượng ánh sáng tích cực và nghe được nhiều sự hướng dẫn rõ ràng hơn yeah, cho nên các bạn có sự thu hút được tài lộc hãy nhìn và cảm nhận uh, những cái uh, sự tiêu cực của cuộc sống của các bạn nó sẽ biến mất khỏi cái trường năng lượng của các bạn đó khi mà tâm trí của bạn đã bình yên rồi thì mọi thứ nó trở nên rõ ràng trong mọi tình huống à, một số bạn ở đây có thể là các bạn bị mất kết nối với trí tuệ cao hơn thì trong giai đoạn tháng tới là cái giai đoạn dường như mình nói rồi các bạn có lối sống lành mạnh hơn à, tinh thần thể chất của bạn nó sáng sủa nó tốt đẹp hơn thì các bạn có sự kết nối với trí tuệ cao hơn trực giác sâu sắc hơn hiểu biết rõ ràng hơn à, phát triển trên con đường của mình một cách dưỡng dàng nhất mình thấy trong tháng tới là cái giai đoạn tiền bạc sẽ đến với bạn khá là nhanh, ừ. sự chữa lành tiền bạc cũng như là một số bạn có thể mọi thứ sẽ được giải quyết một cách rõ ràng hoàn tất, thậm chí có thể một vài bạn sẽ có những cái chuyến đi hoặc là sẽ có những tin tức gì đó được mang tới từ xa, à, những cơ hội mới được mang đến và có thể các bạn cũng có sự kết nối với khá là nhiều người à, và những cái người quý nhân hỗ trợ trong công việc cũng sẽ xuất hiện hoặc là có sự hòa đồng với bạn bè họ, họ nhóm nhiều hơn nữa. Yeah. một số bạn có thể còn được lên chức nữa lên một vị trí cao hoặc có khả năng các bạn sẽ phát triển được cái trí tuệ sự logic và kiến thức cũng như kỹ năng của bạn được trao dồi có thể các bạn sẽ đi đám cưới ở xa hoặc là có thể các bạn cũng có niềm vui trong gia đình các bạn ha các bạn có lá 10 tiền nó rất là đẹp các bạn có thể sẽ có thêm tiền bạc có thêm đất đai hoặc là có thêm phương tiện di chuyển như là mua xe vân vân Ừ. hoặc là có những cái chuyến công tác du lịch như mình nói thậm à, chí có một số bạn có tình yêu mới nữa nha bạn nữ có nhiều người tiến vào cuộc sống của các bạn lắm ừ. và toàn là những cái người nhanh nhẹn và lý trí cũng như những người hiểu biết thôi thế là nhiều bạn thì nâng lên một cái tình một cái tầm cao mới trong tình yêu là tiến đến hôn nhân một số bạn có khả năng là có đối tượng tình yêu xuất hiện và các bạn có sự thăng hoa lẫn tình yêu lẫn tiền bạc lẫn sự nghiệp Nha, mọi thứ đều phát triển tuy nhiên là như mình nói hãy chú trọng vấn đề sức khỏe ngay từ bây giờ sức khỏe của bạn nó tốt đẹp nha bởi vì dường như có một số bạn hay ăn khuya hay ăn những cái thực phẩm quá nhiều quá chất đó. đường rồi phẩm màu đó cho nên các bạn nên điều chỉnh lại cái vấn đề này không thôi là sức khỏe nó trở nên tệ đó nha mình thấy là như vậy và nên tập thể dục đi ảnh hưởng đến cái nếu không nó sẽ khiến cho cái xương khớp của bạn có vấn đề nhức mỏi nhiều và khi bạn tập thể dục và bạn sẽ trở nên đầy sức sống đầy sự tươi trẻ, à. đặc biệt những bạn nào mà hay ngồi văn phòng rồi đó, hay bị nhức lưng xương khớp đau lưng gì đó thì nên tập thể dục những bài tập nhẹ nhàng thôi không có cần gì quá gọi là nặng nề với các bạn, hoặc là có thể một vài bạn giảm cân thì sẽ giảm cân thành công các bạn sẽ được người khác khen bạn trẻ hơn đẹp hơn uhm, so với giai đoạn hiện tại hoặc là giai đoạn trước. ha Thấy một số bạn sẽ bắt đầu những công việc mới à, một công việc đó bạn yêu thích và gặp được những cái người chủ tốt hoặc là những cái người đồng nghiệp tốt và giúp cho các bạn à, hạnh phúc khi làm việc và từ đó giúp cho cái công việc của bạn năng suất của bạn được tăng cao và tiền bạc đến với bạn nhiều hơn kiểu vậy một số bạn sẽ được thăng chức được lên lương ha hoặc có những cái khoản tiền bất ngờ gì đó đến hoặc được gia đình giúp đỡ ở đây các bạn sẽ có được những sự tự hào và có được những sự tôn trọng từ người khác sẽ đến với các bạn ngoài ra các bạn tỏa sáng giống như ánh sáng mặt trời vậy đó ha tích cực và có nhiều cái niềm vui hạnh phúc lan tỏa vào wow, những cái điều quan trọng được mang đến và các bạn có những công việc mới có những cái sự gọi là tăng lương tăng thưởng như mình nói nó rất là liên kết ở đây ừ. ở đây có một số bạn có những cái điều gì đó nó không thành công trong cuộc sống của bạn không có nghĩa là bạn xui à, mà có nghĩa là nó chưa phù hợp Đôi khi có thể tìm công việc à, nhưng mà bị từ chối thì có nghĩa là cái công việc đó không phải dành cho các bạn mà xứng đáng với công việc tốt hơn, lương cao hơn nha. Ừ, cho nên có điều gì đó bị từ chối hoặc đó không được công nhận thì có nghĩa là ừ, đó là một cái sự bảo vệ cho các bạn đó. Một số bạn sẽ có tình yêu nè, tình yêu và hai người có sự phát triển mặt tinh thần. À, ừ, nói chung hai người rất là thông thái và hiểu nhau, nói là như vậy wow tăng tăng trưởng về tài chính tiền bạc ha sự phát triển mặt tinh thần như mình nói quá nhiều điều tốt đẹp đến với các bạn và có thể sẽ có những cái ai đó họ sẽ rời khỏi cuộc sống của các bạn những người cũ uh, những người tiêu cực hoặc những người không xứng đáng ha hoặc là ở đây các bạn nên quan tâm nhiều hơn đến những người thương yêu gia đình cha mẹ ông bà vân vân thích nói với họ nhiều hơn một số bạn có thể rời khỏi công việc cũ như mình nói rời khỏi những đồng nghiệp cũ để bạn có thể bước vào công việc mới những cái vị trí mới, những người đồng nghiệp mới tốt hơn, hoặc những người hợp tác với các bạn. À... Ngoài ra ở đây thì mình thấy là có những cái vấn đề về sức khỏe của gia đình các bạn nếu như bạn hết sức cầu nguyện thì mình thấy cũng được ơn trên lắng nghe và sẽ giúp cho mọi người có sự hồi phục tốt hơn nghe hơn bây giờ. Rồi mình xin kết thúc các bạn tụ tụ ba ở đây nếu các bạn yêu quý kênh hãy đăng ký và chuông thông báo để nhận những video mới nhất từ mình nha. Chào các bạn.